Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Trang địa phương do Đài Phát thanh Truyền hình huyện Bá Thước thực hiện tuần này, xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở xã vùng cao Bá Thước. Cựu chiến binh Thành Lâm phát triển kinh tế vươn lên làm giàu. Bá Thước quan tâm đến nhà ở cho người có công. Sau đây mời quý vị và các bạn đón xem nội dung chương trình. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, những năm qua trên địa bàn xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi. Một trong những điển hình tiêu biểu đó là cựu chiến binh Hà Văn Kim, thương binh hạng 3/4 ở thôn Tến Mới, xã Cổ Lũng, huyện Bá Thước. Năm 1978, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cựu chiến binh Hà Văn Kim đã tình nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Cuối năm 1979, trong lúc tham gia chiến đấu, ông bị thương, rồi xuất ngũ trở về địa phương. Ông tích cực tham gia lao động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thời gian đầu bắt tay làm kinh tế do không có kinh nghiệm nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn. Với bản chất của bộ đội Cụ Hồ không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh Hà Văn Kim đã tìm tòi học hỏi kinh nghiệm sản xuất ở nhiều địa phương trong huyện và bắt tay vào trồng rừng, kết hợp chăn nuôi. Năm 2004, cựu chiến binh Hà Văn Kim bàn bạc cùng gia đình tập trung cải tạo vườn rừng chuyển sang trồng luồng, xoan và lát hoa. Ngoài ra, ông còn chăn nuôi thêm bò, gà, nâng cao thu nhập cho gia đình. Đất không phụ công người, sau bao năm miệt mài với vườn rừng, đến nay gia đình ông đã thu dần quả ngọt. Hàng năm, trừ chi phí, tôi cũng thu được 100 triệu, với là còn nuôi trâu bò, với là gà, cá để cải thiện hàng ngày. Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Hà Văn Kim còn là hội viên gương mẫu, nhiệt tình, tham gia các phong trào hoạt động của hội, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với những nỗ lực quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất của quê hương, cựu chiến binh Hà Văn Kim đã là một tấm gương sáng về tinh thần vượt khó làm giàu. Ông nhiều lần được các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể biểu dương khen thưởng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, xứng đáng để làm gương cho các thế hệ trẻ học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cựu chiến binh xã Thành Lâm, huyện Bá Thước luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã tạo sức lan tỏa rộng khắp. Cựu chiến binh Bùi Công Uẩn ở thôn Cốc, xã Thành Lâm, huyện Bá Thước là một điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế với mô hình trồng trọt và chăn nuôi. Được sự quan tâm của hội cựu chiến binh huyện và xã, cùng với sự cần cù chịu khó, dám nghĩ, dám làm, gia đình cựu chiến binh Bùi Công Uẩn đã đầu tư trồng gần 2 hectare luồng và cho thu hoạch hơn 10 năm nay. Qua tìm hiểu thông tin kỹ thuật chăn nuôi trên TV, sách báo, gia đình ông Uẩn mạnh dạn vay vốn ngân hàng đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt giống bản địa, mỗi lứa xuất bán gần 30 con. Cựu chiến binh Bùi Công Uẩn còn đầu tư nuôi trâu sinh sản, kết hợp trồng cỏ đảm bảo nguồn thức ăn, vật nuôi. Bên cạnh đó còn mở rộng diện tích ao nuôi cá dốc, cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp kinh doanh du lịch cộng đồng, lưu trú nghỉ dưỡng ở khu Pù Luông. Tôi thì trước đây gia đình rất khó khăn, sau này thì được hội các cấp, đặc biệt sự quan tâm của chi hội với lại hội của chiến binh xã đã tạo điều kiện cho vay vốn ngân hàng. Thứ nhất nuôi lợn. Nuôi lợn được 2-3 lứa đầu ấy thì chúng tôi lại tiếp tục có ý lời lại mua thêm con trâu nái đẻ. Mà hiện tại bây giờ thì gia đình cũng kết hợp nuôi cả cá mà cải tạo lại vườn luồng. Tổng thu nhập thì cả năm thì cũng từ 180 đến 200 triệu. Hội cựu chiến binh xã Thành Lâm, huyện Bá Thước hiện có 315 hội viên sinh hoạt ở 6 chi hội thôn bản. Thực hiện phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp. Trong những năm qua, Hội cựu chiến binh xã Thành Lâm không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế đến các chi hội và hội viên. Tổ chức tham quan, học hỏi các mô hình làm kinh tế giỏi nhằm khuyến khích vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cùng với đó, tạo điều kiện cho hội viên cựu chiến binh tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện trên 4,2 tỷ đồng cho 190 hội viên vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nhờ phát huy hiệu quả các nguồn vốn vay
nhiều gia đình hội viên cựu chiến binh đã vươn lên thoát nghèo. Đến nay, thu nhập bình quân của hội viên đạt gần 27 triệu đồng một năm. Tỷ lệ gia đình hộ hội viên cựu chiến binh nghèo giảm còn 10,4%. Trong thời gian tới thì hội cũng đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và vận động hội viên mạnh dạn vay vốn để phát triển kinh tế với lại các cái mô hình phát triển chăn nuôi, trồng rừng. Đặc biệt là trong phát triển chăn nuôi là nuôi lợn bản địa và nuôi vịt cổ lũng, nuôi cá dốc. Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, mong rằng trong thời gian tới, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, hội viên, cựu chiến binh xã Thành Lâm tích cực phát huy ý chí, tinh thần tự lực tự cường trong sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay huyện Bá Thước có 993 hộ gia đình người có công được xây mới và sửa chữa, góp phần giúp các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống. Đến thăm gia đình ông Lò Văn Tú, thương binh 1/4, sinh năm 1953, ở thôn Tôm, xã Ban Công, huyện Bá Thước, là một trong những hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà ở theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Trong ngôi nhà sàn 4 gian khang trang, đầy ắp niềm vui tiếng cười, thương binh Lò Văn Tú cho biết, năm 1976, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn. Cả gia đình phải sinh sống trong một ngôi nhà sàn đã cũ. Cuối năm 2018, được nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng, cùng anh em bà con làng xóm giúp đỡ, ông đã sửa lại ngôi nhà sàn cũ. Sau vài tháng thi công, đến nay, ngôi nhà đã hoàn thành với tổng trị giá trên 200 triệu đồng. Nhiều con, nhiều cháu, anh em với lại là quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng là tập thể tổ chức là quan tâm đến gia đình, sửa lại cái nhà. Sau khi mà đi làm về thì có cái nhà, chỗ ổn định để là nghỉ ngơi rồi là vui vẻ cùng con cháu, cùng gia đình. Đây chỉ là một trong số hàng trăm ngôi nhà thuộc đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Bá Thước, được nhà nước hỗ trợ xây mới và sửa chữa trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều, nhưng đó là tình cảm, sự tri ân sâu sắc dành cho các gia đình người có công. Theo thống kê đến nay, huyện Bá Thước có 993 hộ gia đình người có công được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, trong đó có 455 nhà xây mới, 538 nhà sửa chữa với tổng kinh phí gần 29 tỷ đồng. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các phòng chuyên môn tư vấn thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ gia đình người có công và vừa đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo quy định của nhà nước. Và đến nay cơ bản huyện Bá Thước đã hoàn thành chương trình xây dựng nhà ở cho người có công. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn 380 hộ chưa được hỗ trợ kinh phí để xây dựng và sửa chữa nhà ở. Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho Ủy ban nhân dân huyện cho phép Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí để các hộ phát sinh nói trên được hỗ trợ kinh phí và đảm bảo nơi ở, đảm bảo cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, việc xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập dân tộc. Với việc hỗ trợ thiết thực này đã tạo niềm động viên khích lệ các thương binh gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện miền núi Bá Thước, nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Trang Địa Phương đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thông tin đến chương trình và đóng góp cho chương trình xin gửi về theo địa chỉ Phòng Biên tập chương trình Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đại lộ Hùng Vương, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa. Email btct.ttva@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.